đâu có làm nổi. Ở đây là ở xã nào cô nhỉ? À, Thạnh Bình. Thạnh Bình cô. Dạ. Có thấy sử dụng phương pháp áp khí thì cô thấy cái nó có nhanh hơn so với cạo truyền thống thì nó có cực hơn hay như thế nào? Ý là thế này thì nó đi khoan thì nó lẹ thời gian hơn. Dạ. Nó đỡ thời gian hơn. Kiểu làm thế này thì nó đỡ cực hơn lúc kiểu cây lên cao á. Dạ. Cây lên cao thì nó phải thời gian nó nhiều. Cái đóng nắp chóp vô cây cô có thấy khó không? Hoặc là cô có hay bị xì mũ trong đó có đóng con nó đóng thì lúc xì mũ. Dạ. Dạ. Đóng luôn thấy xì mũ. Chỉ có khâu đó là làm nó hơi chật vật hơi khó. Dạ. Dạ. Còn khi mà cô che mưa, cô dùng cái này cô che mưa cô có cái cách là lấy ni lông á. Yeah. Ni lông xong mình vẫn mang keo che mưa rất là hiệu quả mà keo. Nó lại để lát con lấy một cái mẫu con đưa cô làm thử cô vài cây xong rồi qua chú về chú coi á. Yeah. Chú biết chú làm. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái đó nó hiệu quả mà nó rẻ tiền mà nó nhanh nữa. Yeah. Nghĩa là không dùng ống thì cứ làm y chang như cái cũ nè. Dạ. Dạ. Ý là nó bảo là gần Tết rồi á. Dạ. Gần Tết rồi ý là nó không có làm nữa lại xong rồi khô rồi. Dạ. Yeah. Thì giờ nó thấy là bắt đầu là hay nghỉ hết rồi. Dạ. Yeah. Để con kịp lên lấy mấy cái làm mẫu thử để có gì chú về chú biết là bữa nay thì lá rụng mà bắt đầu là thợ nghỉ cạo rồi gần Tết rồi. Xin chào các bạn.